Chào mừng tất cả các bạn đã đến với siêu thị điện máy VHC Hải Dương. Hôm nay mình sẽ quay video mở hộp mẫu TV QLED 8K của Samsung model 75Q900R. Đây là túi phụ kiện của TV, bao gồm dây cáp kết nối cục quang connect, sách hướng dẫn, điều khiển, pin, dây nguồn, dây cáp AV, cục chuyển đổi cáp anten và AV. Đây là cục quang connect. Bây giờ mình sẽ quay mặt trước và mặt sau của TV để các bạn nhìn được rõ hơn. Mặt sau của TV gắn hai chân đế. Đây là mặt sau của TV, bây giờ mình sẽ kết nối cục quang connect. TV đã lắp xong, bây giờ mình sẽ mở và cài đặt TV để các bạn xem hình ảnh được chi tiết hơn. Hiện tại, ở siêu thị HC Hải Dương, TV đang được bán với giá là 198.990.000. Thời gian diễn ra từ 18 tháng 3 2019 đến 30 tháng 4 năm 2019. Nội dung chương trình: tặng một điện thoại Samsung Galaxy S10 Plus và một loa thanh N950 cùng với gói chăm sóc đặc quyền 8K VipCare khi sở hữu TV Samsung QLED 8K bất kỳ inside trong thời gian diễn ra chương trình. Đối với chính sách VipCare, thứ nhất, mỗi khách hàng sở hữu TV QLED 8K sẽ được cung cấp một hotline và một chuyên viên kỹ thuật riêng để được hỗ trợ các vấn đề về kỹ thuật, tư vấn và giải đáp về sản phẩm nhanh chóng và hiệu quả nhất. Thời gian áp dụng trong một năm đầu sử dụng kể từ ngày kích hoạt bảo hành. Thứ hai, xử lý yêu cầu trong vòng 2 tiếng. Chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ sau khi gọi cho chuyên viên kỹ thuật riêng, khách hàng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ Samsung cho bất cứ lỗi hay sự cố xảy ra với sản phẩm, thay vì chờ đến 24 giờ như các sản phẩm khác. Thứ ba, chính sách 1 đổi 1. Chỉ duy nhất dòng TV QLED 8K được áp dụng chính sách 1 đổi 1 khi sản phẩm xảy ra lỗi kỹ thuật trong vòng 1 năm. Thứ ba, chính sách bảo hành 3 năm. Chủ sở hữu TV QLED 8K được tận hưởng gói bảo hành lên đến 3 năm. Thứ năm, bảo hành 10 năm không lưu ảnh. Bảo hành 10 năm đối với hiện tượng lưu ảnh như các dòng QLED khác. Và đây là hình ảnh trực tiếp của TV. Video mở hộp TV mẫu mới của Samsung năm 2019 của dòng QLED 8K của mình đến đây là kết thúc. Rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn. Các bạn có thể đến trực tiếp siêu thị điện máy VHC Hải Dương tại địa chỉ 354 đường Thanh Niên Kéo Dài, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể trực tiếp hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại!